nữ tiếp viên hàng không Trung Quốc mê phở Việt, netizen phát cùng ẩm thực Việt Nam như nào? Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Duin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề Mùa đông rồi tôi muốn ăn một bữa nóng hổi tại Việt Nam. Cùng kênh hóng xem phản ứng đây tính chủ quan của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Đó là đâu? Với tất cả sự tôn trọng, ngay cả khi bạn chưa từng đến đó, cô ấy cũng không thể chứng minh rằng mình đã từng đến thành phố Hồ Chí Minh. Người Việt thường cho mía tươi rang vào món súp phở xương bò này. Nước súp sẽ rất ngọt và có hương vị tuyệt vời. Món phở Việt Nam được đàn ông yêu thích. Tôi không tin có đàn ông chưa từng nếm thử món này ở Việt Nam, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi hạ cánh, hãy gội đầu trước. Buổi tối, đi chơi ở đường Phạm Ngũ Lão. Ngày thứ hai, uống cà phê ở đường Nhật Bản. Buổi tối đi gội đầu. Ngày thứ tư uống cà phê và buổi tối đi kê TV. Ngày thứ năm thức dậy, gội đầu và về nhà. Được rồi, tôi đã hạ cánh ngày hôm qua, theo sự sắp xếp của bạn. Đây có phải là nhà thờ ở thành phố Hồ Chí Minh không? Cặp đôi nhà thờ kép màu hồng. Nếu bạn đến đây để nhận phòng, bạn nên uống cà phê ở đối diện. Lần sau tới nhất định phải thử quán nì satay ở Ugon. Thật tuyệt vời. Cho tôi một địa chỉ với. Số 36 Gò Công, phường 13, quận 5, Hồ Chí Minh. Thực sự đây là món phở ngon đến nỗi phải ăn mỗi lần đến thành phố. Hồ Chí Minh, món mì này không phải hàng thật. Lần sau tôi khuyên bạn nên đến quán phở Michelin. Tôi thấy nó đủ uy tín. Tôi đang đi đến đường Phạm Ngũ Lão, món ăn Việt Nam chỉ có người Phúc Kiến Hợp, đặc biệt là người Phúc Châu An. Đồ ăn ngọt ngào quá. Trong món ăn giống như tàu hú ở Bắc Kinh quá, khi tôi đi chơi, mọi người đều tưởng tôi là Hoa Kiều từ Việt Nam sang. Phở Việt Nam rất mềm và mỏng, không quá rộng, nước súp thực sự tươi và ngon, nhưng chắc chắn không phải là hương vị do bờ là ngựa ăn. Tôi đã tự mình thử và nó không bao giờ ngon bằng phở Việt. Tôi ở đây chỉ để đọc bình luận của các bạn. Do mùi Việt Nam, tôi thực sự thậm chí không thể cắn một miếng nữa. Đồng nghiệp của tôi đến tận Việt Nam để ăn lẩu Hà Đi Lâu, đi chơi thế này không cảm nhận được tất cả mọi thứ. Tôi rất thích đi Hồ Chí Minh, tôi thường xuyên đến đó, tôi sẽ đi mát đến xa ở đây. Tại sao bạn toàn đợi đến khi tôi không ở Hồ Chí Minh thì bạn lại tới? Tôi thích bốn bò Việt Nam, và tôi đi chuyến bay em phi tá em bốn một của bạn bốn lần một năm. Có lẽ đó là vấn đề sở thích cá nhân nhưng tôi vẫn nghĩ món mì heo xào ớt của Hồ Nam rất ngon. Xin chào tôi đã gặp bạn trước đây bay từ hạ môn đến thành phố Hồ Chí Minh tôi thường xuyên bay simaneland chúng ta có thể tình cờ gặp nhau được không vào tháng 10 an ninh sân bay ở thành phố Hồ Chí Minh đã tịch thu ba hộp thuốc lá của tôi và chỉ cho phép tôi mang một hộp về nước ở Panama, bên tôi được phép mang 4 hộp một lần lần sau bay tới thành phố Hồ Chí Minh tôi sẽ dẫn bạn đi ăn phở bò ngon nhất và cà phê chuẩn nhất bạn có thích cửa hàng phở đó không Tôi có thể giới thiệu cho bạn một quán tốt Tôi thích bay trên hãng hàng không này. Đây là chuyến bay duy nhất có món phở trong bữa ăn. Tôi càng ăn càng nghiện, còn tôi thực sự không quen với nó. Quán mì ngon nhất ở Hồ Chí Minh là Phở Lê. Ô, quán đó đáng để đi thử đấy bạn. Lần sau bạn đến thành phố Hồ Chí Minh vui lòng liên hệ với tôi và tôi sẽ đưa bạn đến đường Phạm Ngũ Lão để ngồi chơi. Đồng nghiệp của tôi ở thành phố Hồ Chí Minh, anh ấy bị một chiếc xe máy giật và không còn dù chỉ một xu. Băng nhóm chạy quá tốc độ thực sự rất khốc liệt. Tại sao tôi vào Hồ Chí Minh không thấy tiếp viên? Trong mắt bạn chỉ thấy các cô gái mặc áo dài thôi phải không? Lần sau chị ghé vào bảo tàng nghệ thuật Hồ Chí Minh nghe nói là tòa nhà ma ám nổi tiếng ở Việt Nam. Hãy thử đi xem nhé, tôi thực sự đã đến đó rồi. Chúc may mắn cho các bạn đến sau. Có vẻ tốt đấy, kỳ nghỉ thường niên của tôi năm tới sẽ ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Tôi thích ẩm thực tối và cà phê trứng. Bạn ơi, sau bát bún này tôi có cảm giác đậm đà thế nhỉ? Cà phê trứng là loại cà phê ngon nhất tôi từng uống. Mì Việt Nam có thực sự ngon đến thế? Một bàn ăn toàn cỏ, Việt Nam không có lợi thế nào ngoài con gái xinh. Nếu bạn không đến nơi này, tại sao bạn lại đến Việt Nam? Sẽ không phải là một chuyến viếng thăm Việt Nam nếu bạn không ăn mưa và xương. Nó có ngon không? Tất cả những gì tôi có thể nói là nó có vị rất tệ, khó ăn lắm phải không? Một lần khi đang ăn mì Việt Nam ở Thái Lan, tôi vô tình làm rơi giá đỗ sống vào đó. Lúc đó, tôi không biết đậu xanh chưa nấu chín có thể gây ngộ độc nên đã nôn mửa trong khách sạn. Ngày hôm sau, tôi lập tức đi khám vì viêm dạ dày ruột. Từ đó, tôi không dám ăn rau mầm sống hoặc đậu sống. Không phải do đậu chưa chín mà đậu quá độc trước. Vì nếu cho vào phở thì nó sẽ chín một nửa rồi. Tôi chắc chắn đồng ý rằng món phở Việt Nam làm tôi nhớ nhất. Nước súp rất tươi ngon và khó quên một khi bạn đã thử. Tôi là fan của tất cả chúng và thứ nổi bật nhất là phở. Trên thực tế, thịt ức bò được dùng để nấu phở cùng nhau. Chín rồi họ lại cắt lát một lần nữa. Phở Việt Nam có thể kinh doanh tốt. Không biết ở Trung Quốc có tiệm phở Việt Nam không? Tôi có thể mua phở Việt Nam ở đây, không cần phải nấu nước súp cũng giống hệt như bên ngoài. Nếu có tôi sẽ không bao giờ ăn mì nào khác nữa. Chắc hẳn ở Mỹ có rất nhiều người Việt và Hoa Kiều và chắc chắn không thể thiếu người hâm mộ Việt Nam. Tôi luôn thích món phở Việt Nam. Món mì này được yêu thích hàng ngày khi tôi sang Mỹ. Món phở của bạn không giống những món chính gốc nhất và hương vị sẽ kém hơn. Phở Việt Nam thực sự rất ngon. Tôi muốn hỏi bạn có nên nhấp một muỗng nước súp trước không? Nhưng sau đó tôi nghĩ họ có một cái nồi nước lớn. Thực sự khi đi du lịch Mỹ về tôi luôn có một tô bún và trái cây Việt Nam. Tôi ăn hai bát cùng một lúc. Nếu nấu phở sẽ mất 5 giờ, ăn trong 5 phút, dọn dẹp nhà bếp trong 50 phút. Phở nước cốt gà cũng ngon Phở ở đây có phải phải là món mì bình thường mà chúng ta quen dùng không? Phở Việt Nam mỏng nên nếu bạn quen ăn mì thì sẽ ổn thôi. Nếu bạn chưa từng ăn bún Việt Nam thì nó chưa có gì đặc biệt. Sau khi xem video, tôi thực sự muốn thử nó. Có một nhà hàng ở thành phố si Hà tên là phở tình yêu ở quận Tây, nhưng tôi nghĩ món mì cà ri gà băm của cô ấy thơm hơn và hành phi nhỏ cũng vậy. Tôi thấy mình nên dùng giá đậu xanh thay vì giá đậu nành. Vâng, mầm đậu nành chưa chín dường như bị ngộ độc. Món phở Việt Nam ở đây ngon quá, bún Việt Nam không thể so sánh với bún bò sán đầu của chúng ta, của chúng tôi chắc chắn là tốt nhất. Mỗi người có một sở thích riêng, tôi thích phở Việt hơn, chủ yếu là tôi không thích mùi tỏi. Sự khác biệt là gì? Khẩu vị của mỗi người là khác nhau và không phải ai cũng thích ăn Trung Quốc. Mỗi người đều có ưu điểm riêng của mình, bạn không thể không so sánh, có rất nhiều người thích và luôn có một số người không thích. Tôi nghĩ phở Việt Nam ngon hơn mì bò sán đầu. Mình từng du học ở Úc và mình nghĩ tô mì ngon nhất phải là phở Việt Nam. Phở Việt Nam không có vị ngọt. Phở Việt siêu ngon, nó phù hợp với khẩu vị Quảng Đông của tôi hơn các nhà hàng Trung Quốc. Phở Việt Nam thực sự họ đã vượt qua ranh giới trong nước rồi. Ai đi du học và làm việc ở nước ngoài đều phải ăn tô phở Việt Nam ngon nhất. Tôi thích để riêng nước sốt hải sản và tương ớt trộn vào khi ăn phở. Làm sao bạn biết tôi muốn ăn phở Việt Nam? Lúc mang thai, tôi sợ không ăn được nên không dám ăn. Tôi nghĩ phở Việt Nam là món ăn nước ngoài ngon nhất. Các bạn không ngờ người Nhật cũng nói mì Việt Nam là món nước ngoài ngon nhất phải không? Có rất nhiều nhà hàng phở Việt Nam ở Nhật Bản, món tôi thích nhất ở Tokyo là phở. Tôi ăn món này 3 lần một tuần và người phục vụ người Việt hỏi tôi có phải người Việt Nam không. Tại sao mọi người lại thích ăn món này nhỉ? Món ăn Việt Nam là một trong số ít món ăn nước ngoài ngon và được bán với số lượng lớn. Càng có nhiều bước để làm món phở Việt Nam thì món phở đích thực đều được làm bằng nước súp, đồ Việt Nam thanh mát và thơm ngon, tôi rất thích. Ngoài món ăn Trung Quốc, món tôi thích nhất ở Pháp là món phở Việt Nam, món này thực sự rất giống món bún Vân Nam của chúng tôi. Từ những bình luận được cư dân mạng đưa ra có cái nhìn rất tích cực và tò mò về ẩm thực cũng như văn hóa Việt Nam. Phở Việt Nam là món ăn nổi bật, được nhiều người Trung Quốc yêu thích và nhắc đến thường xuyên. Nhiều người nhận xét nước dùng tươi ngon, nhẹ nhàng, phù hợp với khẩu vị, đặc biệt là người Quảng Đông và Phúc Kiến. Món phở được xem như một trải nghiệm bắt buộc khi đến Việt Nam và nhiều người còn so sánh với các món ăn nổi tiếng khác ở Trung Quốc, nhưng phở vẫn chiếm ưu thế nhờ sự cân bằng và thanh mát. Các bình luận cho thấy thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến phổ biến với nhiều trải nghiệm thú vị từ việc thưởng thức cà phê trứng, món ăn đường phố đến việc tham quan các địa danh nổi tiếng. Một số người chia sẻ kế hoạch du lịch của họ tới Việt Nam thể hiện sự hứng thú không chỉ với ẩm thực mà còn với văn hóa và phong cảnh nhiều người trung quốc đánh giá cao sự độc đáo của ẩm thực việt nam đặc biệt là việc kết hợp các nguyên liệu tự nhiên như rau mùi giá đỗ mía tươi một số người bày tỏ sự ngưỡng mộ với phong cách phục vụ tận tâm và sự thân thiện của người việt nam một vài người không quen với hương vị đặc trưng như mùi rau mùi hoặc món phở ngọt tuy nhiên phần lớn vẫn đánh giá cao ẩm thực việt và cho rằng đây là món ăn nước ngoài ngon nhất mà họ từng thử phở việt nam không chỉ phổ biến ở trung quốc mà còn được yêu thích tại nhiều quốc gia như mỹ nhật bản pháp điều này khẳng định vị thế của ẩm thực việt trên trường quốc tế